Dạ vâng ạ, em Quân xin chào các bác ạ. Vâng, hôm nay mùng 1 đầu tháng em sẽ lên cho các bác một đôi loa mà rất chi là ngon, bổ rẻ. Bình thường bên này, cái đôi này bên em đang bán là 3 triệu 500k một đôi các bác nhá. Nhưng hôm nay mùng 1 em sẽ giảm giá chỉ còn 3 triệu 300k các bác. Vâng, 3 triệu 300k mà các bác được tặng kèm theo một mic có dây các bác nhá. Bình thường mic bên ngoài đang bán 4 500 nghìn k một đôi các bác nhá. Hôm nay mùng 1 em chơi lớn luôn ạ. Em sẽ giảm giá đôi loa Sencho này ạ. Đấy, đôi này nhập nguyên chiếc từ Trung Quốc các bác nhá. Bát 30 các bác ạ. Về đánh nghe nhạc hát karaoke không còn gì phải nói nữa. Đấy, bác nào mà quan tâm đến em này thì liên hệ với em Quân qua số điện thoại 0905312666 các bác. Hôm nay em chơi lớn luôn đấy. Giả sập sàn cho các bác luôn. Đấy. Bác nào ưng ý thì nhanh tay liên hệ về cửa hàng bên em các bác nhá. Chứ hôm sau là không có giá này đâu các bác ạ. Vâng, và em sẽ lên một chút nhạc cho các bác nghe thử về chất âm của em đó ạ. Quánh rất xì tơi sung luôn. Đâu rồi, nhạc đâu rồi? Alo. Bác ở bên Thái Bình phải không nhỉ? Anh Hóa mới mua hôm qua phải không? Qua chiều qua anh đóng rồi. Đời trôi xuôi chia tình ta hai nẻo đôi đường. Người giờ sang ngang để mình tôi lẻ bóng riêng mang. Đời bạc như vui khi tình tôi đã trao em rồi. Thôi vâng ạ, đấy các bác nghe chất âm của em nó có hay không các bác? Đấy, hôm nay em chơi lớn luôn. Vâng, chỉ 3 triệu 300k các bác nhá. 3 triệu 300k là chưa bao ship bác nhá. Đấy, bác nào mà quan tâm liên hệ em Quân qua số điện thoại 0905312666 các bạn. Một đem loa nhập Trung Quốc, nhập nguyên chiếc nguyên hộp các bác nhá. Đấy, rất chi là kinh khủng luôn. Đánh bát 30 này về đánh tức cực luôn các bạn. Đấy, bác nào mà quan tâm liên hệ với bên em sớm các bác nhá, không là bên em chỉ còn vài đôi thôi, xả lốt lần này là một em chơi lớn thôi các bạn. Nhưng hôm khác là không có giá này đâu các bác nhá. Đấy vâng, và em xin phép kết thúc video tại đây ạ. Hẹn gặp các bác ở những video sau ạ.